Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình nhịp đập thị trường được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh tài chính và kinh doanh. Chương trình của chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin nổi bật nhất về tài chính, chứng khoán và kinh doanh nhằm mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất về tài chính trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi ngày sau đây. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này thì biến động khá mạnh và đặc biệt là lúc kết phiên chiều nay, hoặc có xem qua tin tức thì thấy VN Index giảm thì chắc là nhờ Giang chia sẻ thêm cho quý vị về diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này. À, tuần qua, VN Index liên tục biến động mạnh, tăng nhanh giảm sốc khiến nhà đầu tư vô cùng hoang mang lo lắng. Sau phiên cửa sắc đầu tuần, ngày thứ hai đến ngày thứ tư VN Index đã giảm tới 27 điểm về sát đáy tháng 2, phủ nhận hoàn toàn nỗ lực tăng điểm trước đó. Phiên cuối tuần, lực bán vẫn chiếm ưu thế, kết phương ở mức 1039 điểm, giảm hơn 14 điểm so với phiên trước. Sau phiên khởi sắc đầu tuần ngày thứ hai, VN Index tăng tới 27 điểm, tương đương 2,58%. Đến phiên ngày thứ tư, VN Index lao dốc tới 27 điểm, về sát đáy tháng 2, phủ nhận hoàn toàn nỗ lực tăng điểm trước đó. Thị trường lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy bán tháo. Không ít cổ phiếu bất động sản vừa tăng kịch trần phiên ngày 20 tháng 2 đã quay đầu giảm sâu. Tương tự với nhóm ngân hàng hay chứng khoán đều khó tránh khỏi tình trạng chung. Đang chú ý phiên ngày thứ năm, VN Index có nhịp hồi phục cuối phiên và gần như lấy lại toàn bộ số điểm để mất trong phiên. Tính từ mức thấp nhất, Đà Phục hồi đã lấy lại gần 23 điểm. Phiên cuối tuần lực bán vẫn chiếm ưu thế, VN-Index giảm điểm ngay từ lúc mở cửa. Khi chỉ số chạm xuống ngưỡng hỗ trợ quanh 1030 thì bật lên và kết phiên ở mốc 1.039,56 điểm, giảm hơn 14 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15 trên 19 ngành giảm điểm, trong đó những ngành giảm nhiều nhất phải kể đến tài nguyên cơ bản, dịch vụ tài chính, dầu khí xu hướng bán dòng của khối ngoại trong tuần lên tới 1.348,2 tỷ đồng, trung bình 225 tỷ đồng một phiên. Vâng, đối với thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua thì cả ba chỉ số chính đều có sự khởi sắc. Vậy diễn biến của ba chỉ số này trong tuần như thế nào thì chắc là mời Giang chia sẻ thêm ạ. Động thái bất ngờ tăng điểm trở lại vào thứ năm trong chuỗi ngày lao dốc trước đó do một phần tác động từ biên bản cuộc họp của Fed cho thấy là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Kết phiên giao dịch ngày thứ năm, chỉ số Dow Jones tăng 108,82 điểm tương đương 0,33% lên 33.153,91 điểm. Chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm, chỉ số S&P 500 tiến 0,53% lên 4.012,32 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 108,82 điểm, tương đương 0,33% lên 33.153,91 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,72% lên 11.590,40 điểm. Sau 6 phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq giảm 2,24%, tương đương 265,43 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,91%, tương đương 78,09 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 1,61%, tương đương 542,94 điểm. Giá vàng thế giới trong tuần diễn biến theo xu hướng giảm. Đánh dấu tuần thứ tư giảm liên tiếp với mức giảm cả tuần là 0,28%, so với tuần trước là mức giảm trung bình 1,2% tại phiên giao dịch ngày 24 tháng 2 năm 2023, giá vàng là 1818 đô la Mỹ một ounce. Thị trường vàng trong nước diễn biến cùng chiều và tiếp tục ảm đạm khi giá biến động với biên độ hẹp. Giá dầu Brent giao dịch ở 82,81 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,5% trong tuần qua. Giá dầu WTI giao dịch ở 76 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,68% trong tuần qua. Về phần tin tức trong nước thì chính phủ đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội. Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, tổ chức, chính phủ đưa ra dự thảo nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Để đảm bảo nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, chính phủ sẽ đề xuất quốc hội dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn. Trong đó chủ đầu tư được vay ưu đãi 50% của gói, tương đương 55.000 tỷ đồng, số còn lại dành cho khách hàng cá nhân là người mua, thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức bàn ghế từ Trung Quốc. Đối với hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc, mức độ bán phá giá được xác định từ 21,4% đến 35,2% và lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra gia tăng cả về tuyệt đối và tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước. Đây là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước. Thời hạn áp dụng là 5 năm. Đây là hành động để bảo vệ người tiêu dùng trong nước và tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước gia tăng khả năng cạnh tranh. Thưa quý vị, theo số liệu từ Bộ Tài chính thì Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và hiện nay thì thuế rượu bia ở Việt Nam vẫn còn khá thấp. Do đó, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất tăng thuế đối với rượu, bia và thuốc lá. Theo số liệu của Bộ Tài chính, Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ ba châu Á sau Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện nay, thuế rượu bia ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về việc đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất nghiên cứu tăng thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu bia để hạn chế nhập khẩu, sản xuất và tiêu dùng. Về phần tin tức quốc tế, theo IMF, kinh tế châu Á có thể tăng trưởng 4,7% trong năm 2023. Kinh tế khu vực châu Á năm 2023 được Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo đạt mức tăng trưởng 4,7%, từ mức 3,8% của năm ngoái. Nguyên nhân do tình hình tài chính toàn cầu đang thay đổi theo hướng tích cực, giá lương thực và xăng dầu đang giảm và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại. Ấn Độ và Trung Quốc đóng góp vào một nửa tăng trưởng của châu Á ước tính cứ mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Trung Quốc sẽ làm các nền kinh tế châu Á khác tăng 0,3 điểm phần trăm. Các nền kinh tế trong khu vực ASEAN bao gồm Việt Nam được dự báo lấy lại được đà tăng trưởng như thời kỳ trước dịch và đạt trung bình 5,3%. Lạm phát khu vực châu Á đang trong xu hướng giảm, nhưng sự tăng trưởng trở lại của nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực cũng gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và tiếp tục gây áp lực lên lạm phát. Đây là điều cần phải được ngân hàng trung ương các nước theo dõi chặt và đưa ra các cảnh báo cần thiết và có những chính sách phù hợp. Thưa quý vị, đối với thị trường nhà ở, doanh số bán nhà ở Hoa Kỳ giảm tháng thứ 12 liên tiếp. Doanh số tháng 1 giảm 36,9% so với một năm trước đó. Thị trường nhà ở Hoa Kỳ suy yếu trong tháng 1 và giảm tháng thứ 12 liên tiếp khi lãi suất thế chấp liên tục cao, khiến người mua đứng ngoài cuộc. Fed đã mạnh tay tăng lãi suất quỹ liên bang để chuẩn bị hạ nhiệt nền kinh tế và giảm lạm phát cao, đã gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường nhà ở nhạy cảm với lãi suất. Fed dập tắt kỳ vọng về việc giảm tốc độ tăng lãi suất Nội dung biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất của Fed vừa được công bố diễn ra vào ngày 31 tháng 1 đến mùng 1 tháng 2 cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương này nhất trí tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát bằng các đợt tăng lãi suất. Theo biên bản, lạm phát vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed và thị trường lao động vẫn còn thắt chặt, dẫn tới áp lực gia tăng tiếp diễn đối với giá cả và tiền lương. Biên bản cuộc họp của Fed cũng cho thấy phần đông các thành viên dự họp nhất trí với bước nhảy lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần nâng, chỉ có một số ít ủng hộ bước nhảy 0,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc họp Fed, các số liệu thống kê đã cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế và đẩy cao mối lo rằng Fed có thể tăng lãi suất với bước nhảy lớn hơn và duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Thưa quý vị, về phần xu hướng trong tuần tới, ngày 28 tháng 2 năm 2023, Việt Nam công bố các chỉ số kinh tế bao gồm chỉ số lạm phát, chỉ số sản xuất công nghiệp FDI. Thứ tư, Trung Quốc công bố chỉ số PMI với mức trước đó là 50 điểm và dự báo sẽ không thay đổi. Về khu vực châu Âu công bố tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát vào thứ năm với kỳ vọng không có sự thay đổi ở mức trước đó là 6,6%. Thứ sáu, Nhật Bản công bố các chỉ số tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số CPI. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình nhịp đập thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tupi, mừng sinh nhật vui tuổi, đón dấu ấn đầu tiên. Rất nhiều quà tặng và ưu đãi bất ngờ đang chờ bạn khám phá. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2023. Chúc mừng Tupi đã chính thức cán mốc 100.000 người dùng sau một năm hoạt động. Nhanh tay tải app để nhận quà ngay thôi. Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới. Trong chương trình MAI, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn các quỹ đầu tư quốc tế. Thank you.